Ống kính càng lớn, góc quan sát càng hẹp, vật thể quan sát sẽ to hơn và nét hơn. Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Thành. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ có một số sự so sánh giữa hai cái mẫu camera hai mắt đến từ hai thương hiệu nổi tiếng, đó là IMU và Esavip. Và bên tay trái của mình là camera IMU Ruzo Duo S7SP bản 10 megapixel, và bên tay phải của mình là camera Esavip H9C Duo bản 10 megapixel. Và đừng quên là mình có để link mua hàng bên dưới, các bạn tham khảo nha. Về ngoại hình thì điểm khác biệt đầu tiên là cái ống kính cố định của camera Esavip các bạn không thể chỉnh được góc, và mặc định thì nó sẽ nhìn xuống một góc như thế này. Còn camera IMU thì các bạn có thể chỉnh góc lên xuống trong kính cố định. Tiếp theo, về chân đế thì camera Esavip các bạn có thể tháo rời như thế này. Còn camera IMU thì dính liền vào thân. Về độ rộng của ống kính thì sẽ có sự khác biệt. Bên tay trái màn hình là camera IMU Ruzo Duo, còn bên tay phải màn hình là camera Esavip H9 Duo. Bên trên là mắt cố định, còn bên dưới là mắt xoay pan tilt. Cả hai mắt của camera IMU sử dụng ống kính 3.6, còn camera Esavip lần lượt là ống kính 2.8 cho mắt cố định và 6 cho mắt xoay bên dưới. Nếu như cùng độ phân giải, ống kính càng lớn, góc quan sát càng hẹp, vật thể quan sát sẽ to hơn và nét hơn. Ngược lại, ống kính càng nhỏ thì góc quan sát càng rộng, nhưng vật thể quan sát sẽ nhỏ và độ nét sẽ giảm. Sau đây thì mình sẽ zoom các đoạn video mình đã lưu về máy để các bạn dễ hình dung. Tiếp theo là một số hình ảnh của hai mẫu camera này ngoài trời để các bạn có thể cảm nhận và đánh giá. Cả hai có cùng độ phân giải là 5 megapixel cho mỗi mắt và có cái tốc độ frame hình trên giây là 15 frame. Tiếp theo, mình sẽ test hồng ngoại ban đêm của từng mắt ở các thời điểm khác nhau. Độ sáng hồng ngoại hai mắt camera IMU là như nhau, còn camera Esavip thì có sự khác nhau rõ rệt giữa ống kính cố định và ống kính xoay. Tiếp theo, mình sẽ test cái độ sáng của đèn spotlight của từng ống kính.
Về khả năng chống ngược sáng thì mình đánh giá camera IMU xử lý tốt hơn EZ VIP. Về báo động thì mình đánh giá cả hai dòng này có độ chính xác cao và độ chính xác là tương đương với nhau. Thực tế, trong quá trình sử dụng, theo kinh nghiệm của mình cũng như là của các khách hàng họ report lại thì cả hai dòng này vẫn có một số ít trường hợp là báo giả do nhiều yếu tố khách quan. Tuy nhiên, mình vẫn đánh giá rất cao cái độ chính xác của hai dòng này. Tiếp theo, một số điểm khác biệt có thể kể đến đó là tính năng chọn vùng báo động của camera IMU. Nếu tính năng này có trên camera Swift thì quá là tuyệt vời. EZ VIP có cái tính năng liên kết ống kính, tức là ống kính xoay nó sẽ tự động bám theo chuyển động của vật thể được phát hiện trên ống kính cố định. Còn camera IMU thì vật thể phải ở trong tầm quan sát của ống kính xoay thì nó mới bám theo. Tiếp theo là cái tính năng cài đặt âm báo động theo các mốc thời gian cụ thể trên camera EZ VIP. Một tính năng mình thấy rất là hay. Ví dụ các bạn có thể cài đặt âm lời chào khi khách hàng ghé thăm công ty vào giờ làm việc. Còn ngoài giờ làm việc thì các bạn có thể cài đặt âm báo động chống trộm. Ở đây các bạn có thể cài đặt thời gian bắt đầu và kết thúc, chọn các thứ trong tuần, chọn âm báo động mặc định theo camera hoặc là âm báo các bạn tự ghi. Ra vào nhớ đóng cửa, ra vào nhớ đóng cửa. Xin chào quý khách, xin chào quý khách. Điều khiển PTZ thì IMU nhanh hơn một chút so với EZ VIP. EZ VIP có tính năng xem nơi mà bạn chạm vào trên ống kính cố định cũng khá là tiện. Về âm thanh thì mình đánh giá camera EZ VIP nhỉnh hơn so với IMU. Camera EZ VIP có mic và loa to rõ hơn một chút so với camera IMU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alo alo. Hello, xin chào bạn đã đến với kênh của mình và mình là Thành. Thì mình rất là vui và cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như ủng hộ kênh của mình và các channel. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ test mic loa của camera. Và hôm nay là thứ tư, ngày 27 tháng 3. Bây giờ là 10 giờ 38 phút sáng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo, alo. Hello, xin chào các bạn đến với kênh của mình và mình là Thành. Thì mình rất là vui và cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như ủng hộ kênh của mình là kênh channel. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ test mic loa của camera. Và hôm nay là thứ tư, ngày 27 tháng 3. Bây giờ là 10 giờ 38 phút sáng. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo, alo. Hôm nay mình sẽ test loa của camera EZ VIP H9C bản Dual IMAX 10 megapixel. Và hôm nay là thứ tư, ngày 27 tháng 3 năm 2024. Và bây giờ là 10 giờ 45 phút. Alo, alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo, alo. Test loa của camera IMU Cruiser Dual bản 10 megapixel.
Và đó là một số cái sự so sánh của mình về hai cái mẫu camera hai mắt này. Các bạn có ý kiến phân biện hay là thắc mắc gì thì có thể để lại comment phía dưới nha. Và đừng quên là mình có để cái link mua hàng bên dưới các bạn tham khảo nha. Cảm ơn các bạn.